Sấm Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm và những sự đoán ứng nghiệm. Cụ Trạng Nguyên Nguyễn Bình Khiêm sinh năm 1491, mất năm 1585, thọ 94 tuổi, để lại cho hậu thế 487 câu sấm ký gọi là Sấm Trạng Trình, cách đây đã trên 500 năm. Lạ kỳ là không ít sự kiện lịch sử Việt Nam và thế giới đã xảy ra trong suốt 500 năm qua, có không ít điều ứng vào các câu ghi trong Sấm Trạng Trình. Hoành Sơn Nhất Đái. Trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, với tài lý số của mình, không thể phủ nhận được rằng Nguyễn Bình Khiêm đã tạo ra được những kỳ tích cũng như những ẩn số về tài danh của một kỳ nhân mà đến nay hậu thế cũng chưa giải mã hết được. Ngay từ lúc sinh thời, ông đã dùng tài lý số của mình cứu vãn cho triều đình nhà Mạc tồn tại được một thời gian khá dài. Dưới thời nhà Mạc, năm 45 tuổi, ông mới đi thi và đậu Trạng Nguyên. Vua Mạc Đăng Doanh đưa ông lên làm tả thị lang Đông Các học sĩ. Nhưng sau khi dân sớ hạch tội 18 lộng thần không được vua chấp thuận, ông đã cáo quan về ở ẩn. Thời ấy, đất nước đang trong giai đoạn hỗn loạn, có tới 3 triều đại cùng tồn tại là nhà Mạc, nhà Nguyễn, nhà Trịnh. Lúc triều nhà Mạc lâm nguy, vua Mạc đương triều mới sai người đến hỏi ông. Ông đã đưa ra lời sấm cho nhà Mạc rằng: Cao Bằng tàng tại Tam Đại Tồn Cô, nghĩa là nếu chạy lên Cao Bằng thì sẽ tồn tại được 3 đời. Quả nhiên, nhà Mạc lên Cao Bằng tồn tại được thêm 3 đời nữa thật. Việc nhà Mạc chạy lên Cao Bằng dựng nghiệp, miền đất Cao Bằng được chấn ải bằng một thế lực phong kiến khiến các triều đại Trung Hoa thời kỳ đó khó xâm phạm nước Việt trong một thời gian dài. Đất Quảng Uyên, tên gọi của đất Cao Bằng xưa, được người Trung Hoa đặc biệt coi trọng bởi nơi đó được cho rằng có nhiều mỏ vàng dễ khai thác. An Nam Lý Số Hữu Trình Tuyền, đó là lời sấm Nguyễn Bình Khiêm cũng đưa ra cho nhà Nguyễn. Nhờ đó, nhà Nguyễn mới tiến vào Nam mở rộng bờ cõi, đất nước ta có hình thái như ngày hôm nay. Năm 1568, chúa Nguyễn Hoàng khi đó thấy anh mình là Nguyễn Uông bị Trịnh Kiểm giết chết. Thấy số phận của mình bị nguy cấp, Nguyễn Hoàng đã sai người đến diện kiến Trạng Trình ở Am Bạch Vân để xin lời sấm. Câu chuyện cụ Trạng cầm tay sứ giả dắt ra hòn Non Bộ, chỉ vào đàn kiến đang bò và bảo: Hoành Sơn Nhất Đái khả dĩ dung thân, nghĩa là một dải hoành sơn có thể dung thân được. Hiểu được ngầm ý ấy, Nguyễn Hoàng bèn nhờ chị xin với anh rể là Trịnh Kiểm cho vào trấn thủ đất Thuận Hóa từ đèo ngang trở vào. Nhờ đó mà dựng nên nhà Nguyễn ở phương Nam. Sau này, nhà Nguyễn đã đổi câu sấm của Trạng Trình thành Hoành Sơn Nhất Đái vạn đại dung thân, hy vọng sẽ giữ được cơ nghiệp mãi mãi. Việc nhà Nguyễn di chuyển vào vùng Thuận Hóa tạo điều kiện mở rộng bờ cõi nước Việt xuống phía Nam, hình thành địa đồ quốc gia Việt Nam như hiện nay, có tầm ảnh hưởng không nhỏ của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Nhà tiên tri số 1. Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm sinh năm Tân Hợi, đời vua Lê Thánh Tông, tức năm Hồng Đức thứ 22, năm 1491, tại làng Trung Anh, huyện Vĩnh Lại, Hải Dương, nay là làng Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông sinh trưởng trong một dòng tộc danh gia. Cha ông là Thái Bảo Nghiêm Quận Công Nguyễn Văn Định. Mẹ là bà Nhữ Thị Thục, tinh thông lý số, là con gái của quan thượng thư Nhữ Văn Lân. Cụ Trạng mất năm Ất Dậu 1585, hưởng thọ 94 tuổi. Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm được dân gian truyền tụng và suy tôn là nhà tiên tri số 1 của Việt Nam. Người Trung Hoa thì coi ông là An Nam Lý Số Hữu Trình Tuyền. Theo Đời Sống và Pháp Luật Online, video được thực hiện bởi kênh Bí Ẩn Sử Việt. Mời quý vị và các bạn nhấn đăng ký để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí Ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí Ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.